Lead Better Golf Academy là một hệ thống học viện toàn cầu về golf, được thành lập từ năm 1983 bởi huấn luyện viên nổi tiếng David Ledbetter. Ledbetter Golf Academy đã phát triển thành một mạng lưới toàn cầu với 40 học viện trải dài khắp 15 quốc gia trên thế giới. Ngày 24 tháng 2 năm 2016, Ledbetter Golf Academy đã chính thức ra mắt cộng đồng golf Việt, tiên phong đưa đào tạo golf chất lượng cao đến Việt Nam. Hiện tại, các học viên của LGA Việt Nam đang được trực tiếp giảng dạy bởi 3 huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Huấn luyện viên Matthew Higino là một chuyên gia đầy tài năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực golf. Với 15 năm kinh nghiệm và 5 năm là thành viên của PGA Nam Phi, huấn luyện viên Vincent Gastaldi là PGA cao cấp đến từ Pháp với hơn 20 năm kinh nghiệm. Vincent có chứng chỉ vận hành Checkman Level 1 và 2, chứng chỉ vận hành Bodycheck và là thành viên của PGA Pháp. Huấn luyện viên Phương Hoàng Quân, một chuyên gia thể lực golf, anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thể lực ở Việt Nam. Không chỉ được giảng dạy bởi những huấn luyện viên chuyên nghiệp, đến với LGA Việt Nam, các học viên còn được học tập trên cơ sở vật chất tiên tiến và đẳng cấp, mang đến cho học viên môi trường luyện tập chuẩn quốc tế. Với những tiện ích như hệ thống Checkman 4 hiện đại, 16 làn tập driving range rộng rãi, phòng tập 3D, khu short game và phòng tập fitness riêng biệt. Với đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất hiện đại, LGA tự tin đem tới cho học viên những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong quá trình học tập.